Có rất nhiều anh chị đang phân vân, rất là bối rối và khi tìm một cái mảnh đất để chúng ta có thể là an cư để lạc nghiệp. Thì trong nội dung ngày hôm nay thì Hùng muốn chia sẻ với anh chị về ba cái điều lưu ý này, giúp cho những anh chị lần đầu tiên đi mua đất để xây nhà ở, chúng ta sẽ có những cái kế hoạch để chi tiêu một cách nó hợp lý. Cái tip thứ nhất đó là khi mà chúng ta đi mua điểm từ vị trí đất mà chúng ta có an cư lạc nghiệp thì chúng ta phải xem xét trước, đó chính là về cái khả năng, đúng không? Cái khả năng tài chính của chúng ta là như thế nào. Thì khi mà chúng ta có cái kế hoạch về tài chính nó rõ ràng thì chúng ta sẽ không có bị áp lực quá nhiều bởi những cái sản phẩm, đúng không? Với những cái vị trí mà chúng ta rất là dễ bị rối, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bị rối thì chúng ta sẽ phân vân. Dẫn tới thì chúng ta sẽ đôi khi, ví dụ như chúng ta gặp những cái mảnh đất thì chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn, dẫn tới đôi khi có quá nhiều sự lựa chọn thì dẫn tới chúng ta sẽ chọn cho những cái sản phẩm mà nó không có phù hợp với cái tài chính của chúng ta. Dẫn tới thì chúng ta sẽ rất khó để chọn được một cái vị trí để chúng ta để có an cư để lạc nghiệp. Cái tiếp thứ hai đó chính là chúng ta cần phải xem xét cái vị trí kết nối vùng của cái mảnh đất đó nó có hợp lý hay không, nó có phù hợp với cái nhu cầu của mình hay không. Nghĩa là chúng ta phải xem xét các yếu tố là ví dụ như là điện, đường, trường trạm nó có gần cái chỗ nơi làm của mình hay không, nó có những cái an sinh xã hội ví dụ như là trường mầm non này có gần nơi chỗ con cái anh chị đi học cái thuận tiện hay không, rồi nó có gần chợ đồ hay không. Cái việc kết nối liên kết vùng nó rất là quan trọng nha anh chị. Rồi cái thứ ba đó là về cái tính pháp lý của cái mảnh đất đó. Thì khi mà chúng ta mua một cái mảnh đất để chúng ta an cư về lạc nghiệp thì đầu tiên thì chúng ta cần phải chú trọng đến vấn đề về cái tính pháp lý, nó có an toàn cho anh chị hay không. Phải ưu tiên chọn những cho mình những cái mảnh đất mà nó có, thứ nhất là có sổ đỏ thì càng tốt. Cái thứ hai thì cái mảnh đất này nó có khả năng ra sổ, đúng không ạ? Thì để chúng ta sẽ chọn lọc cho mình những cái sản phẩm, chúng ta không bị mua những cái mảnh đất nó bị tranh chấp này, những mảnh đất mà chưa có giấy tờ mà nó không có khả năng ra giấy tờ bởi vì yếu tố là yếu tố rẻ, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải quan trọng là về cái tính pháp lý, cái mảnh đất đó nó phải rõ ràng, phải chi tiết, phải cụ thể, bởi vì nếu như mà chúng ta mua phải những cái mảnh đất mà không có giấy tờ rõ ràng thì chúng ta sẽ rất là mệt mỏi nếu như mà có sự xảy ra sự tranh chấp, đúng không ạ? Sự tranh chấp giữa hàng xóm láng giềng với nhau, tranh chấp ở với địa phương vân vân. Thì đó là ba cái tip mà Hùng muốn chia sẻ cho anh chị. Hy vọng ba cái tip này sẽ giúp cho anh chị có thể là tìm được một cái mảnh đất ưng ý, phù hợp tài chính của mình, vị trí tốt, pháp lý rõ ràng. Nếu như quý anh chị cần Hùng hỗ trợ thêm thông tin gì hãy liên hệ với số điện thoại đang chạy dưới màn hình và đừng quên ấn follow kênh của Hùng nha. Xin cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Xin chào, tạm biệt.